Và tiếp ngay sau đây sẽ là phần dự thi của thí sinh mang số báo danh 09 Hoàng Như Loan, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Bí thư chi bộ, Giám đốc Ban quản lý quảng trường Nguyễn Tất Thành, Đảng bộ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang. Đây cũng sẽ là thí sinh cuối cùng trong phần thi tự giới thiệu của hội thi ngày hôm nay. Vì vậy, chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để cổ vũ cho thí sinh Hoàng Như Loan. Vâng, và sau đây thời gian dành cho phần thi tự giới thiệu của thí sinh số báo danh 09 Hoàng Như Loan bắt đầu. Chúng em chào chị ạ. Chào em. Chúng em là đoàn viên ưu tú đang tham gia các buổi diễn thuyết về đảng do đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tổ chức, phải không? Vâng, chúng em là đoàn viên của các sở ngành trong tỉnh ạ. Chị là du khách của tỉnh nào đến tham quan quảng trường Nguyễn Tất Thành nhé? Chị rất tự hào là người con sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Tuyên Quang giàu truyền thống cách mạng, thủ đô giải phóng, thủ đô kháng chiến, nơi có con sông Lô quận sóng Bình Ca, nơi có cây đa tân trào lịch sử, thủ đô xanh của cuộc kháng chiến trường kỳ các em ạ. Ô, và chị cũng là người Tuyên Quang ạ? Chị ơi, thì chị đang công tác ở đơn vị nào đấy ạ? Chị xin tự giới thiệu, chị là Hoàng Như Loan, Bí thư chi bộ, Giám đốc Ban quản lý quảng trường Nguyễn Tất Thành. Sở dĩ chị nhận ra các em là hôm nay bộ phận nghiệp vụ báo có đoàn lớp bồi dưỡng cả tỉnh đảng đến dâng hương và tham quan quảng trường Nguyễn Tất Thành. Nhưng mà 8 giờ chương trình mới bắt đầu, tại sao các em lại đến sớm vậy? Vâng chị ạ, chúng em ngồi hồi quá cả đêm không ngủ được nên là hôm nay đến sớm. Chị ơi, từ nãy em quan sát từ xa em thấy chị chụp rất nhiều ảnh về quảng trường Nguyễn Tất Thành. Vậy chị có phải chị đang chụp ảnh tư liệu không ạ? Đúng vậy em ạ, chị đang chụp ảnh tư liệu để bổ sung vào bài thuyết trình đi dự thi Bí thư chi bộ bỏ giỏi cụm số 1 do đảng ủy khối của chúng ta tổ chức đấy. Dạ, chị vinh dự thật đấy. Chị ơi, thì chị có thể giới thiệu qua cho chúng em biết về quảng trường Nguyễn Tất Thành được không ạ? Các em thân mến, quảng trường Nguyễn Tất Thành được khởi công xây dựng vào năm 2012, được khánh thành vào năm 2015, đúng dịp kỷ niệm 125 năm ngày sinh nhật Bác. Quảng trường Nguyễn Tất Thành có tổng diện tích là 8,5 ha, bao gồm các công trình như là đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh, tượng đài Bác Hồ với nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang và một số các công trình phụ trợ khác. Đây là công trình có ý nghĩa hết sức to lớn, mang giá trị văn hóa, giá trị tâm linh, là nơi sinh hoạt văn hóa cộng đồng, nơi giáo dục truyền thống cho các thế hệ về tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc và đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc ta. Năm 2022, quảng trường Nguyễn Tất Thành vinh dự là một trong 11 công trình đạt giải thưởng phong cảnh thành phố châu Á. Đây cũng là công trình duy nhất trong cả nước ta đạt được giải thưởng danh giá này đấy các em ạ. Ôi, thật là một vinh dự và tự hào cho tỉnh Tuyên Quang mình ạ. Chị ơi, chị có thể giới thiệu thêm cho em biết về chi bộ nơi chị đang sinh hoạt không ạ? Hiện nay thì chị đang sinh hoạt tại chi bộ Ban quản lý quảng trường Nguyễn Tất Thành, trực thuộc Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Chi bộ được thành lập vào năm 2016, hiện nay có 5 đảng viên chính thức. Chi bộ có nhiệm vụ lãnh đạo đảng viên quần chúng trong chi bộ thực hiện tốt đường lối chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, tham mưu thực hiện tốt công tác giữ gìn, phát huy giá trị quảng trường Nguyễn Tất Thành gắn với phát triển du lịch, góp phần phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà. Trải qua 8 năm xây dựng và trưởng thành, mặc dù gặp không ít khó khăn do số lượng đảng viên chức, người lao động chi bộ không nhiều, song với quyết tâm chính trị cao, tập thể chi bộ luôn đoàn kết, kiên định mục tiêu, bám sát chức năng nhiệm vụ, lãnh đạo chính quyền và các đoàn thể, vững bước tiến lên, thực hiện thắng lợi mục tiêu nghị quyết đại hội chi bộ các nhiệm kỳ đề ra. Nhiều năm liên tục thì chi bộ chị luôn giữ vững danh hiệu chi bộ trong sạch vững mạnh, chính quyền và các tổ chức đoàn thể đều được xếp loại hoàn thành tốt trở lên. Hoàn thành các nhiệm vụ trở lên và có rất là nhiều tập thể và cá nhân đã được các cấp biểu dương khen thưởng với các em ạ. Chị thật vinh dự khi được làm việc ở một công trình mang tên Bác kính yêu và chúng em chúc chị sẽ đạt thành tích thật cao trong cuộc thi Bí thư chi bộ giỏi sắp tới ạ. Chị cảm ơn các em, chị cũng chúc các em là luôn phát huy truyền thống của quê hương cách mạng, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu để sớm được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Chúng em cảm ơn chị ạ. Xin kính chúc quý vị đại biểu, ban tổ chức, ban giám khảo sức khỏe, thành công, hạnh phúc. Chúc hội thi thành công, tốt đẹp.